sao từng đêm nghe cô đơn đổ tâm tư. Kỷ niệm ngày xưa đó muốn cô quên lại nhớ ngày xưa.
Xin cảm ơn các nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh Sáu cùng chị Tám với ca khúc Căn Nhà Dĩ Dạng rất nhiều ạ. À, tiếp tục chương trình xin mời chị Sáu.